Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào và quay trở lại với channel của mình. Và ngay bây giờ chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Bát Thanh Niên. Chào mọi người đi nào, Bát Thanh Niên ơi. Hello mọi người. Hello mọi người. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta lại đến với một cái mini game cuộc thi của mình các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay là rất là nhiều cánh cửa bạn nha. Đấy, cánh cửa cuối cùng, uầy, 1 triệu là cánh cửa cầu vồng các bạn ạ. Ngày hôm nay là chúng ta sẽ lại quay trở lại với cái cuộc thi gọi là nhảy các bạn. Đấy, nhảy dù. Nói chung là đại khái là cái cuộc thi nhảy thì khá là dễ thôi. Đấy, nhưng mà còn không biết là dễ với mình hay là dễ với mọi người nữa. Thì đại khái là chúng ta bắt đầu thôi. Ngày hôm nay là đấy, thoải mái luôn. Cái gì đấy? Ui ôi, nhìn hoa mắt đấy nhở. Nhảy đi. Ui ui, tôi nhảy đây. Hoa mắt. Ui. Ôi, sao nhảy vậy? Hảo mang nó sao lên rồi. Tôi nhảy đây. Chết ngắt luôn. Nhìn hoa mắt vậy. Ui rồi. Ô, được 500. Ok ạ. Ok ạ. Hoa mắt quá anh em ơi. Thà luôn đi nhảy xong quả này thử nên là thanh niên vay được 500 nữa. Đấy, chết tôi mất quả vậy. Cái này nhìn dễ mà. Cái này nhìn hoa mắt xa ba luôn đi. Ui rồi. Ui rồi, chết rồi. Ui rồi. Ui, nó còn sang mắt mới nữa này. Ui. Ui, còn sang mắt mới. Ui, ui, ui. Ôi, nhảy ảo này. Ảo thật đấy các bạn. Thầy nhìn bị xem. Ok, khó thế nhờ. Dễ mà, dễ mà, khá, thì khá là khá là khó. Khá là dễ mà anh nhờ. Đấy. Ok, khá là khó. Các bạn ơi, ui. Ui, tôi thấy tôi chui cái lỗ không được rồi đó. Ui, các bạn thấy không? Đấy. Ui, cái này tí nữa mình tắt góc nhìn này đi. Ui giời ơi, nhìn hoa mắt như tôi đang lửng dưới vũ trụ luôn. Ui, ngày hôm nay có vẻ là mắt rất là xịn sò các bạn ơi. Đấy, ui may mắn một luôn ạ. Ui giời ơi, thế được. Nói chung là nhảy ghê thế. Mới thích video mình nhảy được. Ui giời ơi. Thế nào? Cái này thế nào? Đi tắt đây, tắt đi. Ui! Tắt đi góc nhìn này. Ui giời ơi, tắt góc nhìn đi thì mình không căng được các bạn ơi. Từ 2000. Ui trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Ôi bạn ơi. Nó bảo tắt cái gọi là thanh nhìn. 2000. Sao đi xem đi qua map khác mà không được tiền? Đó, qua map nào? Qua map khác mà chờ. Ui. Tao vay đi qua map khác cái. Rồi trừ 2000 luôn. Ok, chắc lâu nó gọi là nó lỗi hệ thống mà. Thử nha, mình ui. Nhìn này hoa mắt thật sự qua rồi này thử ạ. Nhảy được cái lỗ đầu là mấy lỗ sau đứng yên thôi được á. Ok ạ. Chết giờ đúng rồi, nhảy được qua cái cửa ải đầu tiên là chúng ta gọi là ấy thôi mà, đứng yên cửa ải sau thôi mà. Đây lúc đang gọi là ui. Thà luôn chứ cái này nhìn hoa mắt quá. Ui rồi giờ đi trả nợ đó. Tắt cái này góc nhìn này cho bạn xem. Đấy mình ui. Ôi trời ơi, mắt tôi. Tôi gì đang bị thôi miên vậy? Thà nó giống kiểu bị thôi miên dã man luôn. 5000 để chúng ta qua cánh cửa kia bạn ạ. Thôi nhảy được 5 lần, nó mình qua bên kia thôi. Ây da. À thế nào? Đánh tôi đấy. Ôi giời ơi, hello anh á. Ôi giống thôi miên quá. Quay bây giờ em nhìn lên đúng mắt là nó sẽ dọc tròn luôn này. Bạn ơi, thì nên vay nhảy trước đây để lúc này. Ok bạn ơi. Ok ạ. Thả lúc trước hoa mắt quá nhỉ, không thôi tôi mở pet đi. À tôi không mở các bạn, không mở. Đắn đo thế nhỉ, không biết nên mở hay không mở ra. Yes. Cái này đáng lẽ hôm nay chủ map phải không cho trừ chứ đi, cho trừ nay thì. Ok, giờ người ta phải dân chủ chứ. Oh my god. Ok, để lọt qua hố rồi mà, ok. Lọt qua rồi vẫn bị chết à, ok. Không, nếu mà nhảy cùng lúc với một thanh niên nào khác là sẽ bị vậy đó đúng không ạ? Nhảy phải theo lượt. Phải nhảy từ chắc nhảy có thanh niên đi chào. Nhảy phải theo lượt cơ. Ui, ok hả? Bạn nhảy trước đây. Có khi nào tôi mở pet xong rồi kiếm mấy con pet rất chậm của các bạn. Cay thật sự. Thế đây. Ống này này dễ mà. Không, nó chỉ hoa mắt thôi. Đúng rồi, cái này dễ thật. Cái này dễ thật các bạn, nó sẽ gây cho ảo giác các bạn nhé. Cái này là dễ thật. Ui trời ơi. Úi, đây này. Nó chỉ gây cho người chơi ảo giác các bạn nhé. Chúc mừng video đi. Ngày hôm nay trừ tiền gấp 4 đấy mọi người. Cái gì mà trừ tiền gấp 4? Trời ơi. Đây rồi, may mắn 1. Đây rồi, may mắn 1. Thanh niên khác được may mắn 1 kìa. Trời ơi. Nhưng mà trước đó là bị trừ 2000 rồi. Ok ạ. Rồi. À đâu, gấp đôi chứ nhỉ. Trừ ai rồi cũng phải trả nợ thôi. Gấp đôi mà ba. Tự nhiên mình không chết kìa. Ok ạ. Ui qua rồi mà không chết à. Đừng có nhảy cùng lúc. Rồi, ok, được thêm 3000 rồi. Mình được may mắn 1 là mình không bỏ pet nữa bạn ạ. Chiến thuật rất là rõ ràng. Đây. Ui, cái này. Oh my god. Oh my god. Cái hoa mắt thật sự.
Bắt đầu tôi ấy hoang mang rồi. Ôi. À, không thấy thanh niên Pixel nói gì, thanh niên chắc chớ rồi. Đây. Đây đang nhảy qua thấy chưa? 500 nữa, nghỉ à, luôn. Mấy block này đứng yên mà chơi giết nhìn nhớ đi chuyển động người ta. May mắn một luôn. Ok. Vô 2000. Tăng tốc một trời ơi. Tăng tốc à? Tăng tốc ngon đấy gì nữa. Ui, cái này chỉ cần ngon cái gì? Đúng kiểu là nhảy đang nhảy xong rồi nhắm mắt mở mắt ra đúng kiểu không nhìn nó cũng ảo ảo thôi các bạn ạ. Đúng rồi, nó ảo nhìn lên trời đúng không? Cái tường nó bị cuốn lại đấy. Chắc là cho thanh niên Pixel đấy đúng không? Thôi sao mình kiếm. Rõ ràng Pixel thấy kiểu mình đắt quá rồi mà. Nhảy nhanh lên đây. Rồi nhảy từ từ. Nhảy đây. Đâu để núp nhảy trước ra. Trời ơi. Hay à, núp nhảy đi. Ờ. Đây em nhé cho. Pixel lại kéo. Hoa mắt qua anh em ạ. Ok không? Lọt hố rồi mà sao? Thật là hoa mắt. Dạ luôn chứ. Điều khi nhảy qua được rồi. Thế nào các bạn đây? I can fly. I can jump. 1000, yeah, 3000 rồi. Ok không? Sao nhảy qua rồi mà vẫn cái kiểu gì đây? Không, thật ra đây là lúc nút đang bị rồi, thôi miên á, thật ra nút không nhảy qua đâu. Thật ra là chưa nhảy qua. Đúng rồi. Đúng rồi. Thật ra không nhảy qua. Đây, đây, ảo rồi đây. Lần này tôi tưởng là còn xí hụt nữa thì tôi chịu bạn. Đấy, lần này hết thôi miên rồi. Cộng 2000 rồi. Có nhiên nhiều tiền thích nhở. Thôi. Ui, ở Kha cũng được 5000 rồi, mình cũng qua bên này. Mới 4000 thôi. Qua bên này, cánh cửa tiếp theo bạn. Ui, cái gì đây? Cái này là bên này là cái gì đây? Ui, bên này nhảy cao làm cái gì? Cái này là cái gì đây? Mình nhảy đi đâu? Tưởng nha, mình sẽ đi tìm mấy cái gọi là xem có vũng nước nào đây không bạn. Không có à? Nha, xem ngó ngó xem bạn đây ngó ngó xem có vũng nước rồi. Ê, yeah, đây rồi, có tiền đi thôi. Có vũng nước nào đây là sao ta? Được rồi đi thôi. Ui lại đây 2000 cây thế nhở? Ở đây giống đèn sàn đấu sumo. À đây 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 mình thấy không? Mình thấy không? Tính ra là cái map này là có đánh dấu bạn ơi. Mình thấy có một block đá đấy hóa ra đúng nhở? Cái gì đây? Đâu ta? Ủa, này nhảy sao? Đây này có cái block đá đánh dấu là có nước ở ở cái chỗ gọi là ở đâu ạ? Không. Có vũng nước ở đâu vậy? Ở đâu ấy? Không, nước nào? À đây 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 thấy block đá không? Đấy. Nhảy xuống đây này đấy, xong rồi bắt đầu đánh võng sân này. Ui cái bên này còn dễ nữa. À. Ui, dễ. Thật là dễ không đấy? Dễ thật. Đâu dễ rồi? Thật. Đá đâu rồi? Dễ luôn. Thôi, mở pet. Đây. Dễ thật đấy chứ, dễ đùa ra. Dạ. Trời ơi. Ui, quá thật mà. Lại may mắn ạ. Trời ơi. Ok, được 2000. 2000 luôn đấy, bên đấy có may mắn là được 2000 lần mà. Ui, cần 10000 à. Ok, lại có 2000 à. Thế tính hòa vốn à. Này chỉ đi làm trả nợ thôi. Trời ơi, hôm qua là cái nợ phải trả nợ chứ. Nhìn siêu đen phải không? Ok, lại cộng 2000 kìa. Đúng rồi. Nãy giờ cộng 4000 rồi đấy. 4000 rồi. Em lặng nó bỏ 5000 luôn. Lại cộng 2000 nữa thì lại. Ui, giấy dịch chuyển làm gì? Ok. Giấy dịch chuyển làm gì ba? Trời ơi, tôi không cần giấy dịch chuyển đâu nha. Dù mà biết mình té thì dịch chuyển vậy. Ở lại giấy dịch chuyển. Tôi cho 16000 rồi. Cái giấy dịch chuyển này. Cho video đi, video hay ngã lắm. À, video hay ngã, chuyển cho nhanh à. Biết là nhảy hù đạn. Ok, may mắn hoài. Ui dồi ôi, trừ 10000. Ui ôi, thế nên mở 5000 luôn à. Ui ôi. Ui dồi, còn cái này, đúng còn cái này thật. Nhưng mà bên đấu dễ. Ở bên này dễ hơn thật. Nói thật là bên này rất là dễ. Em thấy tới hai chỗ nước lần đúng không ạ? Hay đúng rồi. Thế thử nhảy xem chỗ nào được nhiều tiền hơn. Lúc thấy chỗ này có chỗ đánh dấu thì chắc là chỗ này xịn hơn. Đây, chỗ này rất là dễ luôn. Dưới kia kìa. Đâu nhỉ? Chỗ này ngon bổ rẻ mà nhảy hai. Rồi ai nhảy được luôn, nó không hoa mắt như bên kia bà. Rồi, không sao, sao? Lúc vậy cho 500 lúc vậy. Cái gì? Cho 500 đi. Tự đi mà nhảy thì cho 500. Không làm đâu có ăn nữa. Làm đó ăn cái gì thôi. Rơi chậm đâu. Để mà pet đấy. Còn đúng cái chậm à? Nút trời có rơi chậm của anh em ơi. Mà thực ra cái này cần rơi chậm làm gì? Ha. Ngoài này rơi cũng bình thường. Cái này rơi như không à. Ủa cái này giống con robot nhỉ? Hình như là nó đó. Là con robot này. Bên này 10000 này. Thôi chắc là nhảy 5 lần kiếm 10000 qua bên kia thôi ạ. Chứ không. Nhưng mà em còn trả nợ nữa. Không nên mà pet ở. Còn trả nợ đấy. Ha. Tính ra thanh niên vừa được 5000 rồi, kiếm được 5000 nó qua bên kia thôi. Thế nên ham hố mở hẳn pet 5000 bảo sao? Ui giời ơi. Tôi được may mắn hè. Đúng rồi, được thật thế còn gì nữa, may mắn hè. Hai trừ 2000. Là may mắn. Cây thế rồi. Quá. Đấy các bạn thấy không? 10 điểm. Không mở pet đời không để nó vanh các bạn. Pixel an phận rồi, Pixel an phận rồi. À, Pixel an phận là Pixel cố kiếm 5000 qua bên này này, cái này kiếm tiền dễ lắm. Ơi, có gì đâu mà ăn phận. 2000 kiếm đơn giản 6000 nhẹ nhàng ngay. Trời ơi. Ây da. Chỗ nào ta? Trả xong rồi. Đây. Ui cái này tới 9 cánh cổng lần á. Ui giời ơi. Ui, 9 cánh cổng nhanh mà, tính ra
Đây, mình gọi là có may mắn một thì mình cũng nhanh hơn tí, quá tính là gấp đôi. Đâu đi nhanh lên đi chứ. Thôi ta nhanh lên. Không béo đấy. Đúng nhảy đốt lần này, lúc qua bên kia ở bạn đây. À đây. Nhanh vậy. Nhảy nãy giờ 5 lần rồi. Tính hẳn lúc mà pet đó. Cho mượn 5.000 đi đúng. Kìa. Ok, không làm được bạn. 5.000 người ta còn qua cánh cổng bên người ta lại cho mượn à, mượn lại thế nào? Ai, qua bên 10.000 làm rồi đi mượn rồi. Cánh cửa thứ 3 đây rồi. Ui giời, ui cái gì đây? Ui một căn nhà, ui ôi có ảnh của ông gì đầu hói này. Gì chết ông gì đầu hói ông, à? Ông Thọ à, ông Thọ gamer à, ok. Ông Thọ gamer à. Gì đây, mấy cái này, trời ơi. Đây đây bên này, ui bên này có ấy này. Có cái tư nhẹ này, rồi xong rồi chết queo rồi bạn ơi. Rồi 5.000 rồi. Nhảy đây không chết à? Không chết các bạn ơi. Ủa, thế nhảy đây nhảy đâu nữa? Dưới nhà để mình đi ngắm xem có cái vũng nước nào đây không ạ? Đây là một cái căn phòng gọi là khổng lồ các bạn ạ. À trời ơi, bên này phải không ta? Bên này có cái cốc gì này. Ờ à, đúng rồi. Giờ lên 3.000 rồi mở đi. Chuẩn bài các bạn đây. Mở đi. Ok bạn. Đằng kia tôi kiếm một cái là tôi được mở một con pet là ngon hơn. Đúng rồi, sang bên này. Rồi, nên nhục quậy. Ngon ăn hơn nhiều, bên kia tính ra 2.000, bên này không biết mấy nghìn ta. Bên này chắc gấp đôi các bạn là 4.000 đấy. Đấy, ôi giời, quá ngon lành cành đào. Ở bên đấy có 1.000. Ok. Đâu, quá bên lúc có may mắn mà nhờ. 1.000 nữa cũng gấp đôi rồi. Ủa, sao đâu đây? Bên này nhảy. Ủa, đây là nhà. Đây là nhà nhảy đâu vậy? Nhảy xuống cái bàn, thấy đúp bên nào không? Không, không thấy gì hết trơn. Đây ai? Ủa, thêm đi đâu à? Đây, em đây, thấy em không? Mình đang trên cái quạt không đây? Nhảy qua bên đó nhảy xuống vậy? Cái bàn kìa, cái bàn có cái tơ nhện kìa, nhảy xuống. À hiểu rồi, ok chạy qua bên này. Ui giời ơi. Ok chết rồi. Thì nhìn chết queo rồi, nhảy bảo nhảy xuống cái tơ nhện mà. Hơi xem tới đây. Đây rồi. Ui giời, 4.000 các bạn ơi. Sao nhiều tơ nhện vậy? Theo cần 25 mà, ok 4.000. Ok. Đâu. Rồi phải bị kẹt trong đây nữa à? À tính ra chúng ta mình nhảy đây. Vừa lấy nút nhảy thẳng xuống cái bàn có bị làm sao, hay là nút có rơi chậm nó không bị làm sao ta? I don't know. Quay đang xem kênh của ai đây? Ra. Đâu, có máy tính đây. Nè, cái màn hình này đang xem kênh YouTube của ai này. Hay quá. Hai đúng nhỉ. Dũng nước nằm đâu vậy? Bên này. Bay. Đấy, lúc có chơi chậm là nhảy thẳng xuống đây không chết luôn các bạn ạ. Đấy, bây giờ phải trèo lên trên này này, chứ cứ nhảy dưới đấy như không được đâu. Kìa. À không biết sao. Nhảy luôn à? Chết luôn. Đó, bảo tôi phải treo lên trên này. Treo qua. Thế ai thanh niên kia? Ai kia hoa ánh mắt à? thanh niên thì hoa mắt, thanh niên thì làm cả cuộc đời. Phải trèo bên đó à? Ui dồi. Có mỗi mình với Khang qua bên này đâu bạn. Ui dồi. Khổ thế nhở? Tôi chỉ cần 3 lần nữa thôi. 3 lần nữa rồi, 3 lần nữa thôi. Hoàn đấy này, phải lên tận trên này kha. Ui dồi. Rồi. Khổ thế. Ui dồi. Đấy, 4.000 ngay. Ui dồi ôi. Nào, mở luôn pet 5.000 nữa bạn. Được may mắn là ngon. Được may mắn là mình có thể là sang bên cánh cửa 25.000 rồi. May mắn hai luôn các bạn. Ui dồi, dễ thế nhở. Ôi dồi ôi, nhảy một cái là ăn tiền luôn mà. Cái này tính ra lúc thấy nhảy dễ hơn bên kia nữa các bạn ạ. Đấy, có gì đâu. Rồi xong luôn, bắt cua cũng té nữa. Nhảy ra luôn này. Đúng không, này lại đi ăn mới chủ map đúng không? Cái gì không nói thế mất quan điểm. Hôm nay không có liên hệ gì với chủ map đâu. Hôm nay đẳng cấp người ta nhảy nhảy có xịt cái nào đâu thôi. Chỉ có vanh mới nhảy hụt xong rồi vanh lại chỉ đi biết là bị trừ rồi, nhưng mà vanh vẫn bị đi gọi là mở pet hoài các bạn. Bao lần rồi bạn, đấy khổ lắm. Chắc là vanh các gây sự, chắc là hôm qua sau mình đấm chủ map. Này phải đấm chủ map đấy luôn. Nói sai đâu, vanh sau đấm chủ video này sẽ đấm nhá. Mình đấm chủ map là chủ map ghét các bạn ạ. Khổ lắm, mình được cái là thân thiện các bạn. Đấy, nên là năm nào mình chả đấm ai. Bộc sao này, quá kia đi xong rồi tí giúp anh mới. Hôm nay em ta phải chui thẳng ra để có tiền à. Còn bà khát nước là chịu rồi. Này. Ấy, nhưng video còn lần nhảy nữa qua bên kia thì nữa. Rồi, chúc mừng video. Ôi, tưởng qua luôn. Cái này dễ lắm, thật sự là bên kia rất là dễ luôn đấy. Nhìn nguy hiểm quá. Nhưng mà sợ rằng thanh niên video không biết. Ui. À thanh niên khác không có rơi chậm là thanh niên phải leo tận trên đấy. Ui dồi ôi. Ui dồi. Xong rồi, đi rồi. Oh my god. Nguy hiểm quá. Ủa thanh niên khác vẫn bay giờ chưa nhảy được. Chúng cái cốc đấy à. Đang giờ mới lên được đây. Ui dồi ôi. Nguy hiểm quá. Cái này sợ thật sự. Ui. Cái này tính ra là mình phải nhảy qua bên này các bạn. Này. Ra. Đúng rồi, thanh niên này không có rơi chậm thì thanh niên phải trèo lên tận trên cái màn hình. Ơi, mình ở trên cái máy tính rồi bạn.
Ui. Ok. À được. Vẫn đến nơi các bạn. Đấy, 6.000. Đấy, phải lần làm đủ 8 lần mới đủ à. Sao nào? 25.000 ok, mình nhảy thêm tầm 2 lần nữa là đu đủ luôn các bạn. Đu đủ liền. Ủa, Văn này nợ tiền kìa Văn nhỉ. Văn nó chỉ mở bếp đâu bạn. Nãy giờ bị trừ nhưng mà vẫn chỉ mở đâu bạn. À, đúng chứ. Rất là kiên nhẫn nha. Con nghiện này các bạn ơi, hỏng rồi. Không được của bạn. Con nghiện. Đây, không sao, mình sẽ đi đấy, đi một mạch lên trên các bạn. Tính ra luôn cái đường đi kia khó thật. Không, trời ơi, người ta cho đi tham quan, tính ra là người ta cho đi tham quan nhà người ta gì nữa. Thôi không cần tham quan đâu. Đấy, tham quan nhà người ta đây nhảy dù kết hợp vừa là thăm cảnh quan gì, vừa nãy là cánh cửa đầu tiên vậy là được, ta. được khoa mắt, cánh cửa thứ hai là được gọi là đi thăm robot, cánh cửa thứ ba là chúng ta được. Rồi cái này đi lên từ từ khó thế nhở. Quậy. Rồi hiểu quá. Ok, bạn lại còn một lần nữa là mình qua bên kia là kiếm. Mình có té nha. 25.000 đơn giản. Đây. Oh my god, hiểu quá. Mình mà có rơi chậm hai là mình nhảy từ đây xuống luôn được rồi ấy các bạn ạ. Mình nhảy từ đây là xuống. Ừ đúng rồi. Tính ra là có rơi chậm là nhảy từ đây qua bên kia luôn được mà nhở. Ừ ha. Phải không? Phải không? Đây này, qua bên này luôn. Cần gì leo trèo gì đâu cho mệt. Trời ơi, chuẩn bài luôn. Ơi ở kìa. Đỡ không? Đi trao ơi. Qua bên đấy có ổ không? Giống anh thấy. Đi trao nhảy lại. Đây, lượt lần đầu rồi. Đi trao để đấy giờ. Cứ hú hú hí hí. Chả chứ có được hay không? Tăng tốc 1 ạ. Tăng tốc 1 à? Ôi sợ. Tăng tốc à? Hai lần tăng tốc 1. Tăng tốc, bên này lợi nha. Bên này tăng tốc. Tăng tốc là bên này rất là lẹ. Bên này chạy rất là lẹ. Bên đây chạy rất là nhiều Michelle ạ. Bên này chạy nhiều lắm. Bên này chạy 3 tông à. Vừa chạy mà vừa nhảy về té rồi. Lúc nhảy xuống đây đã. Em bị xem sẽ nhảy 10 lần, xem đi qua đấy. Đúng rồi, qua bên này là ăn chắc mặc bền này, muốn lấy tiền nhiều ăn chắc mặc bền là chỉ có ra bên này thôi. Bên này nhảy một cái là cũng phải được 2.000 phải không? Đấy. 2.000 tiền là về mở hai quả trứng ngay. Trứng ngay như vanh cuộc đời làm chỉ để trả nợ. cuộc đời vanh làm chỉ để trả nợ thôi. Nợ nốt lần này. Nợ nốt lần này à? Ê, thanh niên nhảy cái gì không chết cả? đúng không? Ôi được này. Biết được rồi. Tìm ra thủ thuật là hack hack map à. Map à, hack rồi, chịu đi hack chỗ hack rồi. 27 rồi. Thôi núp qua bên này đây. Đấy. Nam ở hacker. Này tặng cho Vanh 2.000 nó đỡ gọi là khát nước. Này. Vanh ở không? Tặng cho Vanh 2.000 nha. Vanh đi quay này. Thôi 3.000 đi. Đấy, 2.000 rồi. Người ta tặng hết số tiền người ta đang có. Ui. Nhảy cái này không được à? Một ngôi nhà khổng lồ. Ui, như phải trèo lên trên này các bạn ạ. Rồi. Qua bên này còn khó nữa mọi người ơi. Đấy, yên tâm đi. Yên tâm đi. Xong rồi, tôi thấy rất xong này. Rồi. Rất dễ đây các bạn. Tính ra là còn đâu đó khoảng 5 cánh cổng nữa thôi. Không, tính ra là chỗ này chúng ta phải đi thoát ra khỏi cái đây là cái nhà khổng lồ bạn. Không nào, anh sắp qua chỗ bi xèo rồi bây giờ. Sắp qua là bạn bi xèo rồi. Thảm okay. Được khó quá. Anh sắp qua là bạn cũng bi xèo rồi. Vui rồi. Manh thôi, phải mở đi, có nghìn thôi mà. Không mở pet là ông tí núp lại cho tiếp nha. À, còn cái này chúng làm rồi có ăn nghe thầy. Đây hình như có block tàng hình nè. Tham lam thật. Bên này có block tàng hình nè. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Sao nào tưới nha, sao nào. Cái này chạy một mạch được luôn này. Tưới nha, mình xem để ý không bị dễ bị lừa lắm nha. Không, chỗ này thì nên mở không nhỉ. Mở đi trời ơi. Đúng rồi, tầm này mày luôn nhảy. Tầm này còn gì để mất đâu. Anh đi vào được may mắn chưa? Mở đỏ lắm. Vừa. Mở đi. May mắn thì thôi. Chuyển làm cái gì? Đúng rồi. Thôi Văn à, đừng Văn, đừng cố Văn ơi. Rồi, hay. Nở luôn. Này quá, chúc mừng Văn đã đạt được. Ok nha. Nở luôn. Ok nha. Trừ tiền qua được rồi mà. Ui. À đây mình tính ra. Ui, 2.000 thôi. Bên này còn dễ nữa cơ mọi người ạ. Ui dồi ôi. 15.000 một lần nhảy. Ui dồi, đây thưởng thêm cho Vanh 2.000 luôn. À quên mất 10.000 luôn. À thưởng cho Vanh luôn nha, vì Vanh gọi là xứng đáng. Ui dồi. Ok. Đấy. Vanh nghe núp em mở bét đấy nha. Không sao. Đây để Vanh mở tiếp mà. Ok hả? Mãi mở tiếp ạ. Ok, thế nhưng mà 10.000 đi, qua chỗ 10.000 mà kiếm ăn. Trời, qua chỗ 5.000 rồi. Thế đi qua chỗ 5.000 không đem qua chỗ 10.000 để tiền mở vét ạ. Đảo thật đấy. Không, nhưng mà phải mở dần dần mà. Đây chỗ này. Đây kiếm ăn đi Văn. Chúng ta phải chỗ này block luật bạn ơi, mình phải nhảy. Và còn cái này chạy thẳng được đâu. Chỗ nào đây Bia? Bên này dễ hơn bên nhiều. Bên sau Bia có tính ra là bên này dễ hơn bên kia bạn ơi, mà tiền này được nhiều hơn. Úi giời ơi, ở đấy à?
Ui da. Em móp rồi. À, liên khác còn 2 lần nhảy nữa là kiếm được đủ tiền rồi. Một thôi. Một lần nhảy nữa. Nhưng mà đi thì nó rất là khổ. Đi muốn khóc luôn. Cái này giống như bàn chế tạo à đâu, cái này trên nóc nhà các bạn. Đây, chỗ này có đặt điểm spawn này, nếu mà mình bị chết là mình có thể ở đây quá. Kìa. Vừa rồi. Không chui được vào đấy nhỉ. Tính ra mình có rơi chậm ở level 1 ấy, thế ra mình cũng cảm thấy bình thường các bạn. Đây này khó thật. Lượm tiền, 15.000 ngay, tính ra là 50.000 quan bên kia phải không? Có mấy mấy hai thế nào? Ấy rồi, đi qua đây coi. Bánh mới hiểu nỗi khổ của Bichel. 50.000 à đấy hả? Giờ còn 5 cánh cổng nữa. Không sao, trời ơi. Có rơi chậm, trời ơi. Đây là đâu vậy? Này quen như vậy? Phải nhảy lên trên này. Thôi, chú này có nhảy cao rồi, nhảy lên. Úi. Anh Bichel bảo vậy kìa. Nhảy té nè. Này không té à? Úi. Ý à. Đây. Úi chà. Nhiều cách nhảy. Ô. Úi. Ô. Cái này khó vậy. Đâu có block tàng hình chạy thẳng ra mà. À trời ơi. Cứ thử mình cứ đi mình né. À có block tàng hình này. À cứ chạy thẳng tắt vào thôi. Thế nó nhảy làm gì. Ây trời ơi. À vậy thôi á. Ờ vậy thôi. Ôi giời. Đâu còn đi lên đây nữa này. Ôi trời. Ai không ạ. Thế này. Ở đâu nữa đây. Từ đó sẽ à, có chỗ ấn đi về đây. Có ấn nút đây. Có ấn nút đây. Không ấn nút đấy là đạt điểm hồi sinh. Okay. Đạt điểm hồi sinh mà bắt đầu mới đến. Đấy vừa nãy là chủ map là cho đi tham quan map thôi. Bây giờ bắt đầu mới gọi là nhảy này. Đây này. Ôi trời ơi. Đấy này. Đi. Ui. Ui rồi ôi. Không bắt đầu là nhảy sang bên trái. Đấy bên này. Đấy bên này. Đấy. Đấy không. Đấy không. Đấy không. 10.000. Đấy. Ui, sao lại thế nhở? Khó ăn vậy ta? Dễ thế mà khó là thế. Mình vẫn chưa được Saba Boy nha. Ok, cái gì Saba Boy đó chỉ gọi dành cho chết thôi chứ còn mình được tiền thì chết. Qua đây có đường ra mà nó. Tiền. Ừ, ra đi xem thử xem. Ok, không cho ra. Hay thế nhở? Thế nên Vanh vẫn mở pet các bạn ạ, tôi chịu rồi. Con pet đấy không dành cho Vanh rồi, giờ Vanh phải mở 5.000. Trời ơi. Rồi, cho nợ 10.000. Ây da, đi thôi. Let's go. Nhảy này cho nhanh các bạn. Ý. Đấy, quá nhanh các bạn thấy không? Ờ bên cái cửa 10.000 này nhảy cái gì đấy? Ô. Xin nhìn đâu rồi? Không biết thì thôi. Có cái block đá đánh dấu ấy. Trời ơi, thanh niên Bichel bây giờ mới có block đá đánh dấu để nhảy gọi là trúng cái vũng nước. Còn 4 lần nữa. À, mình nhảy nút lần này xem nào là được 50.000 là qua được bên kia rồi đấy các bạn. Nó phải quyết tâm rồi. Ui, chết dở rồi. No. Ôi mày qua vẫn được. Dạ. Ui giời ơi. Chết đâu. Ôi giời ơi. À, này là chết xong là về đây hả? Ờ đúng rồi, chết hình như về đấy sao có điểm. Rồi, ok 50.000 rồi, lúc qua bên cái cổng 50.000 luôn đây. Ủa giời, đơn giản mạng cái cổng thứ 1 2 3 4 4 luôn. Ok. Đây. Ngon ngay các bạn. Ui, cái bên này là bên nào đây? Sân bay à? À cái nhà các bạn ơi. Ủa thì vũng nước ở đâu? Không, ở đây có cái lỗ này. Đúng ta? Ờ đúng rồi. Đó, nhà với chúng tôi à. Ô nước. Ôi, bên này còn dễ nữa Khang ơi. Ui giời ơi. Ui đảm bảo bên này. Mà. Ờ bên này dễ hơn bên kia nhiều. Ui giời 30.000. Ok, nhiều. Để kiếm tiền qua luôn. Bên này qua dễ hơn rất nữa. Là nhiều các bạn ơi. Bên kia thì mất thời gian đi tham quan thôi, còn bên này là chỉ cần mất thời gian đi nhìn xem cái lỗ đấy. Nó ở đâu là mình nhảy vô là được. À, kiểu như ông già Noel chui ống khói vậy. Ok. À đây. Ui ạ. Lên này. Đấy thì Kim Khang được 20.000 rồi, tính ra nhảy còn mấy lần nữa mà được 50.000 lần. Để anh mở bet 2 luôn. Lần nữa. Ui. Nữa lại mở bet. Đấy, ui giời đúng rồi, sao sợ luôn. Đó. Hay quá rồi, hay quá 10.000 luôn bạn ơi, đúng vành rồi. Nghe lời đúng thầy. Đúng là Vành. Vành đúng kiểu rồi, là đấm qua đấm chủ map rồi bạn ạ. À. Tôi không thể tin được ngày hôm nay tin nhân Vành. Ta lần cuộc đời chỉ ăn mới làm chả nợ thôi. Không thể tin được. Chứ tin như này. Thật thật không thể được. Thấy không? Chơi mini game mà mấy thanh niên đống chủ map là không có được rồi nha. Ok. Đây, 90.000 rồi. Ôi giời ơi, không sao, để tí nữa núp qua bên kia núp được. Ui, sắp sửa qua được bên map mới luôn rồi các bạn. Nhảy 3 lần qua map mới luôn. Hóa đá. Đây. Này, mình thì mình không dám mở pet bởi vì mình đó, mình ăn chắc mặc bài đấy. Ui giời. Không muốn tham quan đâu, đừng cho tôi tham quan. Ok, đơn giản đâu, cho Vanh 20.000 tiếp này. Ui giời. Dạ. Riêng Vanh em cho em qua luôn. Đấy, máu chiến đấm vào chủ map mình cho 20.000 đấy. Ok, qua bên này trước đã. Đấy, ui
giời, qua cùng Pixel đi cho vui. Ok, sao đi qua chết luôn rồi. Ui, té rồi. Này khó lắm anh ạ, nhảy không đến đâu. À, tao nhảy không đến này rồi. Ui. Ui, bên này là các hành tinh này. À. Ui, sao chổi, sao hỏa. Ui, có trái đất kìa. Đây rồi. Năm chục nha. Bên đây là còn dê nữa bạn ơi. Ui, đời đi tham quan đâu gọi à? Là các hành tinh ở trên gọi là qua 50k coi. Vũ trụ này bạn ơi. Ui giời ơi, trái đất bài kìa. Kìa. Ui, 60.000. Bên này còn dê nữa bạn ơi. Ui, chắc là tôi đầu tư tiền cho mấy thanh niên qua luôn, anh cánh cổng 100.000 để kiếm tiền nó dễ quá bạn. Thấy mình thanh niên khổ quá. Cái chỗ này nhảy đâu đây núp. Ui ôi. Này khổ thật. À phát hiện rồi. Đấy ông thấy thấy có cái gọi là easy cái lô luôn đúng không ạ? Quá easy. Cái lô trên nóc nhà ấy, đơn giản mà. Đấy nha, cho cái lô nóc nhà cho được. Tiền vanh qua bên đây, cho tiền vanh qua bên cánh cửa 100.000 luôn này. Ok. Đừng mở pet nha. Thả luôn chứ. Ok. Cứ kê cái con khỉ. Đâu bánh 2.000. À 92.000 ở đây, thế cho thêm 10.000 nữa. Ui giời, sao đấy ta? Qua bên này đây. Qua bên này chỉ cho chỗ này nhảy gọi là dễ ăn luôn, vanh không nhảy nữa thì chill chill các bạn. Đây nhảy đây này, trái đất ở dưới này, đây là các gọi là các hành tinh ở trên. Ôi sao thanh niên này rơi. Cái gì? Lúc có rơi chẳng hả? Cái này dễ này mà cũng không ăn tiền nữa thì rồi. Thà chứ. Đấy xong rồi đầu tư làm thế sao qua đây đi đi sao? Xem thì có tiền. Thì bây giờ vay đầu tư 1.000 rồi. Đây đại đại vay một tí. Đấy, tính ra vay nhảy đây đấy là được bao nhiêu? Ui ôi nhảy hai lần đã được 42.000 được kìa. Nhanh không ấy. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Ui. Đây chúng ta sẽ được đi ngắm các gọi là ngắm chụp và sắp qua được bên nút rồi. Vũ trụ đây. Ui giời. Kìa. Sao anh qua bên đấy phát chết luôn nhỉ? À, sao lúc chả biết là sao cánh cửa tiếp theo là 200.000 à? Ok, kiếm 200.000 đơn giản mà cũng là nhảy lên 100.000 rồi. Đấy. Qua coi, ui, bay này nhảy cái gì? Này dễ lắm, nhảy cái xuống đây này, đây trái đất dưới này này, đây đưa về trái đất thôi. Ơi, trái đất rồi. À, ui giời dễ vậy. Ui giời, 40k dễ. Dễ đúng 5 lần được luôn. Sắp được 200.000 rồi, qua bên 200.000 luôn các bạn. Ok à? Đây đúng ra ra cái chiếc queo đấy. Nhảy đâu qua rồi? Đúng rồi, có người bên này. À, có người à? Ok à? Qua cứ qua cái là chết rồi. Đây. Ơ. Ok à? Tôi đi về nữa rồi này. Tao. À đây. Ở đây, Lâu lâu rồi, lâu rồi. Trời luôn chứ. À, tao đi giao 100.000 nhiều người qua quá, nó cho đi về. Uầy, đây, 102.000 luôn. Thôi bỏ bét đi. Thấy chưa, vay nó phất lên đài liền. Trời ơi ta. Mở cái cửa nào đấy, 50.000 hay 100.000 hả vay? 100.000. 100.000 luôn đi. 50.000 tính ra cũng xem mà. Rồi, chúng ta sẽ đến với 200 đây. Map 200.000 đây. Uầy, cái gì đây? Ủa, trừ 10.000 làm gì? Ui, bức tranh à? Ơ kìa, à đây, đây. Ui, cái này hoa mắt thế. Bức tranh màu. Ui, cái này là những cái bức tranh của... Ê, đâu ấy? À đây, ngồi xuống. Ok, Picasso bạn. Ui, này kiếm tiền dễ đây. Ồ, dễ mà, nó bảo rồi, càng level cao càng dễ. À đây rồi, rồi. 150.000. 20.000. Ui, ôi, chắc là tôi không cần mở pet qua các bạn ơi. À, lưu trữ kiếm 500.000 luôn nhỉ? Ui, kiếm được tiền rồi, vẫn trừ tiền. Không nhỉ? À đây. Đấy. Wow. Rồi âm 10.000 luôn. Ơ, không sao này. Tới trùng chỉ. Không sao này. Ơ kìa. Ui, có. Rồi, ok, 150.000 luôn. Ui, nãy giờ tính ra là mình rơi chậm level 1 thôi mà nó lợi hại thật các bạn ạ. I can fly. Ôi, mở hai máy, cả hai máy trừ. Đâu nhở. Ok kìa. Thầy Điền cứ ngồi đấy cày thế nhỉ. Thầy lúc này có mở bét nữa thầy. Thầy chăm chỉ làm ăn đi. Giờ lúc nãy giờ lúc có dám mở bét đâu. Ờ đâu nhỉ? À đây bên này. Ui mày bằng 2 anh ơi. Pixel không quen hơn đổi đời chưa. Pixel đổi đời rồi đấy. Mà thấy gì ông Văn à? Hai. Người ta chơi người ta còn được đấy. Còn Văn ăn chơi không được cái gì hết. Không được cái gì hết. Quả này 2 lần may mắn luôn. Nên nghỉ đi. Lúc được 500.000 rồi bạn. 10.000. Ui anh có hơi chậm. Ủa, sao lại đưa tôi về rồi? Nhưng mà thực ra mấy mắt dễ hẹn cần gì đâu. Rồi, cái này là cái gì đây? Ủa, cái này gì trắng trắng đây? 200.000 à? Ui, con người xương à? Ủa, đây, vùng nước à? Ui, một con bộ xương các bạn ơi. Cái này có vẻ nhìn khó khăn hơn tí nhỉ? À không, thực ra rất là dễ bạn. Ui, 300.000 luôn mỗi lần. Đây là 200.000 luôn. Này, tôi mở pet cuối luôn các bạn xem nhá. Ôi, mặt nào này, ui. Mở luôn mà xem. Preston play kìa. À, kiếm may mắn mới rơi chậm luôn ngày hôm nay. Ui dồi ôi. May mắn bố luôn. Ui dồi ôi. Bên này kiếm tiền dễ lắm mọi người ạ. Nhảy một cái được 100.000 sao ấy. Lúc x3 là 300 rồi. Ui dồi ôi. 200 là hình như vua youtuber cái gì á. Đây. Đấy.
Trời ơi, hôm nay may mắn có vẻ hiếm. May mắn là được ngày hôm nay là đấy rồi. Trời ơi, à, không hiếm đâu. Trời, lúc nhưng lúc phanh mở dễ thì ai kêu đâu. Trời ơi, 100.000 luôn này. Ôi giời. Ôi giời, 500.000 một lần nhảy. Ôi giời ơi. Dễ quá không mà chứ. Đấy, chỉ khổ lúc đầu đấy bạn ơi. Về sau là đấy, mỗi một gọi là lần nhảy. Đây là bộ xương các bạn nha, mình sẽ cho bạn. Anh nhảy vào đâu đấy? Nhiều đây, 500 mà. Chính là cái móng chân của nó. Rồi, vô cái móng chân này, nhảy vô cái lỗ đi Bixel. Dạ. Ok. Đốt qua với cánh cổng 1 triệu luôn. Tạm biệt này Bixel ạ. Ui. Cánh cổng 1 triệu, cánh cổng cầu vồng các bạn ơi. Ui giời. Rồi luôn, tối là bắt đầu hoa mắt rồi đó. Đâu, tắt lại đi, mình có rơi chậm mà. Ui giời. Đây, không, thực ra thì mình có rơi chậm mới đâm ra. Có cả mũi tên đấy Bixel, nhảy vô cái mũi tên đấy. Nhìn mẹ ảo ma la ra thế nhở. À, lại qua đây nữa. Ok. Qua ui tin không được may mắn. Ui được cộng 700 triệu à. Ui dồi. Cái gì? Rơi chậm 3 là cái gì? Ui. Ui qua bên này là ai không có cái rơi chậm ý. Nhảy mới đá các bạn ơi. Nhìn có vẻ nó ảo. Nhảy cao 4 trời ơi. 10 điểm. Ok bạn đây. Ui giời, nhảy có trượt đâu, nhảy có trượt đâu các bạn ơi. Lúc này cho đây, cho vành, cho vành lại xin. Cho vành không hiểu cái gì. Mấy trăm triệu luôn đấy nha. Quá cộng 500 rồi. Cho tiếp này. Bỏ hết 4 máy luôn. Ở đây cho vành đi đâu nhỉ. Đây cho vành tiếp này. Vành tiếp này, vành thích bao nhiêu thì cho hết này vành đấy. Vành mở đi. Ôi rồi, cả 4 máy đều trừ. Ok à, thanh niên đấy đi. Rõ ràng tiền nhảy tăng tăng. Vành nên nghỉ luôn vành nhá. Ui đấy. Đấy là nút cho mà trời ơi. À đây được rồi. Lên rồi. May mắn à? Không rồi. Không được tiền. Không à, có được. May mắn. Ôi, sao cái này khó vậy? Ui. Cái này đơn giản thật các bạn ơi. Có bên 500 khó nhỉ? 100 dễ mà. 100 chưa có rơi chậm, chưa có cái gì luôn. 500 mà nhảy vào cái móng chân. Ui giời, móng chân bên này à. Oh my god. Ui. Nói chung là ở cái tính ra là mình vẫn thích nhảy ở cánh cửa đầu tiên nhất các bạn ạ. Đấy, không biết các bạn làm sao chứ nhưng mà mình thấy là cánh cửa đầu tiên nó khiến cho người chơi bị hoa mắt, nhìn có vẻ hay hay. Còn cánh cửa cuối thì nhìn nó đẹp các bạn ơi, nhìn nó cầu vồng ấy. Ok thì có lẽ rằng là cái mini game ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi bạn ơi. Đó thì nếu bạn đã thích thì đừng quên để lại một like đăng ký kênh của mình nha. Và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong group team. Ấn đăng ký hộ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.